xin chào quý vị anh chị và các bạn trở lại kênh của viết phú hôm nay thì à, à, viết phú cũng à, đang trong quá trình đóng hàng và có tiện có review một số cái đồ thì quý vị anh chị của chú cùng xem mà trên kênh thì đầu tiên thì vào bây giờ thì viết phú cũng à, xin nhắc lại là số điện thoại zalo viết phú như đầu video có cái à, video cái hướng dẫn cách kết bạn zalo qua số điện thoại nhật bản nha quý vị nhé số điện thoại của em số điện thoại nhật bản đầu số cộng 81 số tầm quý vị nhá. Thì uh, quý vị ghé xem kênh nhưng cho với phú một à uh, like, một đăng ký kênh để ủng hộ để và có thể cập nhật được các cái sản phẩm uh, mới trên uh, uh, kênh nha quý vị nhá. Thì uh, đầu tiên hôm nay với phú cũng uh, có một số sản phẩm uh, ngoài cái sản phẩm phía sau hộp uh, rất là nhiều. À uh, laptop thì đang còn trong quá trình đóng hàng, uh, giao rồi à uh, bộ dao xét 5 cái thì tôi cũng đã có video review trên kênh nhé mấy cái bộ dao rồi cái dao cạo râu panasonic Hà mới tinh dình cái đấy thì việt nam cũng hơn 2 triệu viện một số cái đồng hồ smartwatch pin cái này thì cho chị em đeo rất là đẹp tiện lợi đo nhịp tim rồi bước chân nhận thông báo cuộc gọi nhận báo tin nhắn đấy rồi thì uh, chống nước đi bôi thoải mái nha vị À. rất là dễ sử dụng. ngoài ra thì còn cũng có mấy cái sản phẩm orient mà cái phú cũng đã từng giới thiệu trên kênh. như ví dụ như sản phẩm này thì đang có sale ba triệu rưỡi về việt nam nha quý vị này. Uh, orient chính hãng của japan này. rồi uh, uh, mạ bằng uh, vàng đồng rất đẹp này. Uh, uh, máy thì là máy của Made in japan chính hãng nha quý vị nhé. Uh, mặt điều là 40.5 mm nhìn rất là đẹp, long lanh và sale về Việt Nam chỉ có 3,5 triệu đồng. Đấy quý phú là cũng tranh thủ gom mấy con đợt hàng sale. Giờ thì nó hay sale mất rồi. À, cái này thì nó thi thoảng nó mới sale không phải là khi nào cũng sale và không phải là lâu lắm mới sale mà là thi thoảng thì cũng không biết bất linh linh nó sale quý vị. Nên là nhân tiện có dịp sale phú cũng lấy mấy con. Hôm nay thì quý phú cũng xin giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một cái mẫu đồng hồ của Citizen này quý vị. Thị dân Citizen trong hộp của nó thì là đây thì uh, bảo hành hướng dẫn sử dụng này đối với cái sản phẩm này là mã sản phẩm của đồng hồ này là n dài 4052 trừ 08A nha quý vị nha một sản phẩm rất là đẹp màu pink gold này, bảng độc uh, hồng uh, hồng vàng uh, đồng ấy. Mã vàng pin uh, pink rất đẹp nó lai giữa màu pin và màu vàng nó không hẳn là màu vàng như cái này mà cũng không hẳn là màu pin nó lai lai giữa Đó là màu pin gold à, thì uh, cái hộp này thì uh, như sách đây có ghi này, thì uh, chống nước 50m à, rồi uh, thì có nghĩa là đi làm việc được đi bơi được cái thứ này à, chống 10m đến 2 uh, 13 23 100m 20m thì uh, có thể là các bơi thể thao các thứ bơi ấy. còn uh, nếu mà water resistant thông thường thì chỉ rửa mặt rồi đi mưa thứ là ok còn nếu mà lại một driver 200 m là vừa quá 200 m thì là um, nó có thể là chống nước tốt hơn nữa đấy đến giờ này 300 m 800 m 1000 m lại tùy theo cái mức độ đây thì uh, hướng dẫn sử dụng rồi uh, bảo hành cái này thì là warranty only in Japan thì áp dụng trong uh, thị trường nội địa Nhật Bản và bảo hành một năm tại thị trường nội địa ra ngoài nội địa thì nó không có chức năng hỗ trợ bảo hành cho sản phẩm này đây là có cái, uh, um, cái thiệp của Citizen cái này thì cũng uh, thiệp cảm ơn là mua hàng của Citizen à, đây là website Citizen Việt Đây chúng ta đi vào sản phẩm đây. Đây là cái uh, sản phẩm chúng ta ngày hôm nay. À uh, LG04052-08A Made in Japan. Đây có máy ghi máy là tự động cuốn. là cái máy cơ tự động automatic ở cái phần góc 3 giờ thì có ngày và tháng à, thứ thứ và ngày nha quý vị nhé thì uh, 12 giờ thì góc uh, logo Citizen với góc 6 giờ thì là dòng chữ automatic và dòng chữ uh, uh, nhỏ giữa là made in Japan thì uh, cái mặt đồng hồ này thì có hai cái 12 giờ và 6 giờ thì có ghi bằng chữ La Mã thì uh, ngoài ra thì đồng hồ này thì có 21 đá đính ở uh, xung quanh mặt tiêu uh, trong cái mặt hiển thị của đồng hồ. Kích thước của nó thì uh, 40 mm. Em hơi nhàu sẽ lấy lại nét quý vị 40 mm quý vị Đấy. Độ dây của nó thì cũng tầm 11 mm thì đó. Đây là 11 mm quý vị ạ. Phía sau của nó thì là chúng ta có thể lấy lộ máy và có các cái thông số của à uh, này, chống nước 5m này. này thông số máy này, Citizen này, uh, thép không gì um, và cái mặt kính là mặt kính sapphire nha quý vị nha. mặt thủy này Mặt sapphire nha quý vị nhé, Đấy có cái sapphire to đúng rồi. Đấy, đó là uh, tuyệt vời. Sau này thì trong cái, cái máy của nó thì có cái cái, cái khác cái dòng uh, trong cái phần uh, Máy của nó Japan Citizen Watt tầm CO này. Đấy à, Quai chất liệu bằng quai da Khá là mềm à, Có thể đeo thoải mái Cái này thì phù hợp với những người có cổ tay tầm 15 15,5cm gì đó Đối với tay biết phú hay bé thì đeo cái này à, Khá hợp lý Đấy à, Cái này thì uh, giá hiện tại uh, sau khi nó sale thì nó về Việt Nam rơi tầm trên 4 triệu rưỡi một chút qua phố nha quý vị nhé hiện tại ở Việt Nam các cái trang order hàng nhật về thì đều có báo giá rơi tầm 5 triệu hoặc là trên 5 triệu một chút Thế nên thì nếu quý vị ở qua viết phú hàng về Việt Nam sẽ là 4 trên 4 triệu rưỡi một chút đã bao gồm cước phí vận chuyển và cước bưu điện các thứ nha quý vị nhé nếu thì uh, tác sản phẩm phú Phú sẽ giới thiệu đến uh, quý vị của chú anh chị City ngày hôm nay à, Citizen NI4052-08A Một cái sản phẩm Made in Japan 21 đá mặt kính sapphire Chống nước 50 mét Và là Hàng thương hiệu của Nhật Bản nha quý vị nhé nội địa Chỉ bảo hành nội địa nha quý vị Các bạn dành cho thị trường nội địa Đấy Thì cũng xin cảm ơn quý vị anh chị cô chú theo dõi video và hẹn gặp lại trong các video lần sau Xin chào cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị có thể là ghé qua kênh trang Facebook Viet Fuji à, Nhật Chính Hãng để có thể là tham khảo thêm các mẫu đồng hồ cũng như là chọn thêm các cái sản phẩm từ Nhật Bản về quý vị nhé. Xin thành cảm ơn.